đời từ năm 1986, tiệm bánh bông lan trứng muối gốc cột điện ở số 17B, đường Nguyễn Trường Tộ, thành phố Vũng Tàu đã trở thành địa chỉ quen thuộc của người dân địa phương và du khách suốt 30 năm qua. Cái tên ngộ nghĩnh này xuất hiện từ địa điểm bán bánh gần cột điện 30 năm qua vẫn không đổi của bà Út Sứ, chủ quán. Điều đặc biệt là khi đến đây mua bánh, thực khách sẽ tận mắt chứng kiến quá trình làm bánh và nướng bánh. Thìa bột bánh được đổ vào từng khuôn rồi nướng trực tiếp trên than hồng. Nhân bánh thường là phô mai và trứng muối, bên trên phủ lớp chà bông do bà Út Sứ làm. Chỉ cần đợi vài phút là khách hàng có thể thưởng thức mẻ bánh mới ra lò nóng hổi và thơm nức mũi. So với những tiệm bánh sản xuất hàng loạt bằng lò nướng hiện đại, tiệm gốc cột điện được nướng bằng vỏ gáo dừa khô, có độ nóng cao nên trứng hòa tan với bột, chín đều và có hương vị đặc trưng hơn. Bánh bông lan ở đây khá nhỏ, chỉ bằng kích thước của những chiếc bánh trứng ngoài các tiệm bán bánh hộp và có bên ngoài tương tự, nhưng thưởng thức bạn sẽ hiểu được lý do tại sao Vũng Tàu lại là quê hương của bánh bông lan trứng muối và tại sao quán gốc cột điện này nổi tiếng suốt 30 năm qua. Cắn một miếng bánh còn nóng, bạn sẽ cảm nhận được vị béo ngọt của bánh, bông xốp của cốt bánh kết hợp rất hài hòa với vị mặn mặn của trứng muối và phô mai béo ngậy. Chỉ cần một miếng thôi cũng sẽ cảm thấy bánh như tan nhẹ nhẹ ngay trong miệng. Giá cho mỗi chiếc bánh bông lan nhỏ xinh ấy từ 2 đến 3 ngàn đồng. Nên các bạn có thể mua nhiều làm quà hoặc để thưởng thức dần để thỏa mãn niềm yêu thích với thứ bánh hấp dẫn này. Ngay cạnh lò nướng là gian hàng trưng bày bánh với nhiều loại bánh đủ màu sắc, kích thước và hình dạng bắt mắt. Với câu khẳng định không ngon miễn trả tiền, quán bánh gốc cột điện này luôn thu hút được lượng khách khủng mỗi ngày. Dù hiện tại trên con phố Nguyễn Trường Tộ này có thêm nhiều tiệm bánh, nhưng bánh bông lan, trứng muối Vũng Tàu vẫn là cái tên dễ nhớ. Nhớ lâu khi người Vũng Tàu muốn giới thiệu đặc sản quê hương cho bạn bè trong và ngoài nước.